mở hẳn cái cửa ra cho nó rộng. Buổi sáng ngày mùng 5 tháng 12 thứ bảy cuối tuần, hàng về. Những kiện hàng Mỹ tiếp tục cập nhật. Đây là 4726X và một kiện nữa, đó là cặp súp kép Khang Minh về lốt một chiếc 4715X đó, cho lốt chiếc 4715X xuống. Sao mở cửa nó bảo cái đây to mà. Đúng rồi, nó to hơn này. 4715X đây. Hôm qua đã quay sơ qua lúc khui hàng. Các bác và quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ chủ động cho Khang Minh, bởi vì chuẩn bị đến thời điểm giáp Tết rồi. Thì vỏ ngoài bẩn thế. Rồi, Khang Minh lên hình quay chi tiết luôn để mọi người cùng xem một chiếc 4715X nữa. Ngày hôm qua Khang Minh đã khui và quay một chiếc, và đây là một chiếc thứ hai. Khang Minh quay hai video và dưới phần bình luận thì sẽ để cái đường link của cái chiếc hôm qua Khang Minh quay nhá, để các bác và quý anh em nào có nhu cầu đối với cặp súp kép này thì sẽ xem được luôn hai chiếc. Một cặp nhưng mà Khang Minh lại quay làm hai video. Bởi vì hôm qua khui, hôm nay khui. Mỗi hôm về một chiếc. Và hai cái kiện này Khang Minh vừa check lại. Đây là 4735X. Cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo, những cái model 4 số đời X, 3 đường tiếng, Khang Minh lại cập nhật. Và cái 4726X thì Khang Minh sẽ về sau chắc là khoảng 1-2-3 ngày nữa. Đây. Đó, mọi người xem cái mặt trên của chiếc 4715X và kia. Khang Minh đã vừa lòi tới cái chiếc hôm qua rồi. Phía sau nhá, đây là xốp này. Phía sau quay cái vỉ cảm giác đã. Made in USA SR4715X. Đẹp gần như không tì vết luôn. Tiếp theo những cái sản phẩm âm thanh mỹ bãi, hàng tuyển chọn liên tục cập nhật để cung cấp cho các bác và quý anh em. Bây giờ Khang Minh sẽ xoay cái bát loa ra ngoài để xem nhé. Anh xoay em cả. Đây, bên hông này. Đó. Rồi, từ từ anh. Từng góc cạnh, từng video mà Khang Minh làm thì nó phải cụ thể chi tiết, và mọi cái sản phẩm về đều là đẹp xuất sắc. Và trong những cái cặp loa đẹp xuất sắc thì nó còn những cái cặp loa đẹp hiếm có. Như thế này là các bác quý anh em xem được hai cái bát rồi này. Hai cái bát đèn nhức luôn. Anh xoay hẳn nữa đi, cho nó sáng ra hẳn, quay hẳn ra ngoài cửa, ngoài đường này. Đây. Wow. Rồi. Rồi. Xoay xoay xoay. Xoay thật kỹ.
sẽ khui đến cặp 4735X này để quay tiếp theo. Các bác và quý anh em cùng xem. Rồi mọi người vui lòng quan tâm thì liên hệ cho Khang Minh. Rồi anh em dọn đi. Gọi là đẹp, xuất sắc luôn. Cái cặp súp bát 40 này. Và súp thì Khang Minh súp đơn, súp kép rất là nhiều. 4719X này, 418S này, 4718X này. Kia là 4507. Cái cặp súp dòng nghe nhạc đời cổ khá là hiếm. Đây là 4718X này. Và sắp tới sẽ cập nhật thêm 4718X và 418S Eon 518S nữa. Đây, một chiếc 4715X Khang Minh quay hôm qua đây. Chật nhà luôn. Đây, số điện thoại và địa chỉ của Khang Minh. Các bác và quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nha. Đây là phía áp đất của 4715X này. Các bác xem, gần như là không tì vết luôn. Ngay sau đây sẽ khui đến cái hai cái kiện này. 4735X. Khoan ơi, quay cái phía áp đất, mọi người cùng xem qua một ít giây phút trước khi Khang Minh cất cái quả súp này, cho nó dẹp vào ria để lấy cái không gian tiếp tục khui hàng. Quay cận cảnh chi tiết, các bác và quý anh em cùng xem. Gọi là đẹp cáo cạnh luôn. Rồi cho dẹp vào ria đây anh. Quay cái mặt loa ra ngoài.